Và mình đã rất nhớ một câu chuyện nữa cũng vui vui hậu đám cưới. Sau đám cưới thì hình như cô dâu mất tích. Vâng, không ai thấy cô dâu đâu đấy, cả. Có một điều rất lạ là bình thường sau đám cưới thì cô dâu và chú rể sẽ khoe hình ảnh tuần trăng mật thế gì. Đây không thấy cô dâu đâu hết. Và có một cái đoạn chuyện vui vui Hà Trâm có kể là gia đình nhà chồng gọi qua hỏi là dạo này vợ chồng con thế nào. Thì chồng trả lời là con cũng không biết vợ con đi đâu rồi ấy. Có lẽ hiếm cô dâu nào mà vừa mới đám cưới xong lại tiếp tục cái mạch chạy show không gián đoạn của mình như thế. Dạ đúng rồi anh, cái tháng đám cưới là tháng mùa show mà, và phải tranh thủ thôi anh, tại vì để mình còn có thể tích góp được cho cái tương lai của mình mà. Cũng hơi lạ đấy nhỉ, một cô gái khi lấy chồng mà lại đã nghĩ ngay lập tức đến việc tích góp chuẩn bị cho mình. Điều này có vẻ cũng hơi lạ, vì nhiều người sẽ nghĩ rằng là ít nhất là khi lấy chồng thì có thể là bên cạnh mình đã có thêm một cái chỗ dựa. Người ta sẽ nghĩ đến cái việc là thôi bớt công việc khi trước đây đi để bây giờ dành thời gian cho gia đình. Và ít nhất là có thể là người chồng nếu họ cũng được làm một cái điều mà người ta coi là sứ mệnh của những ông chồng, đó là lo cho những bà vợ của mình. Vậy thì bà vợ Hạ Trâm đã nghĩ như thế nào khi mà đám cưới còn chưa diễn ra đã lo cái việc tương lai cho riêng mình như thế? Tại vì bản tính của em từ lúc em ra cuộc đời, em đi làm cho tới hiện tại là chưa bao giờ em đặt cái thế của mình phải dựa vào một ai đó. Và em phải đứng trên đôi chân của mình, phải đi trên đôi chân của mình, và em phải tự hoạt động độc lập thì em mới là em. Bản thân em chưa bao giờ có khái niệm chồng nuôi, và em luôn luôn cảm thấy an tâm và an toàn nếu như em được làm việc và em có một cái khoản riêng của em. Em cảm thấy là khi mà cả hai cùng độc lập về tài chính và cùng xây dựng cái cuộc sống thì nó sẽ bền vững hơn. Có những cái điều gì mà khi mình bước vào cuộc hôn nhân, mặc dù là có thể cái cánh cửa bước vào hôn nhân lúc đó nó đầy hoa hồng, nó đầy những cái niềm vui rực rỡ từ trước đám cưới cho đến ngày cưới, và có thể cả những cái ngày đầu sau đấy, có những cái điều gì mà nó không giống như hình dung của Trâm lúc đấy không, khi mình về sống với nhau? Em thì luôn luôn có sự, đặc biệt là luôn luôn có sự chuẩn bị trước về mọi thứ, tại vì em biết là hai cá thể khác nhau, cùng một đất nước thôi, sống với nhau đã có nhiều điểm khác nhau rồi. Còn cái này là hai đất nước khác nhau, hai văn hóa khác nhau, thì thế nào nó sẽ cũng có những điểm khác biệt và văn hóa. Có lẽ có những cái mình cũng phải dung hòa với nhau. Với một người mà luôn luôn xuất hiện trước công chúng với cái hình ảnh rất là vui vẻ, hài hước, và như những gì mà Trâm chia sẻ từ đầu đến giờ, có vẻ là một người phụ nữ cũng rất là chín chắn, suy nghĩ cũng rất là kỹ lưỡng về chuyện gia đình như thế, thì từ đám cưới đến giờ đã có cuộc cãi nhau nào xảy ra chứ? Nếu mà nói mà cãi nhau mà để phải lớn tiếng với nhau này nọ kia thì chưa. Tới bây giờ là 3 năm hôn nhân vẫn chưa có cuộc cãi nhau nào cả, chỉ có là tranh luận. Có những cái mình bất đồng quan điểm, có những cái mình chưa hiểu nhau về mặt văn hóa. Thì ban đầu em giống như là cũng giận, rồi chồng em cũng giận. Nhưng mà sau khi hai đứa có hai cái khoảng thời gian từng 10-15 phút hoặc nửa tiếng để suy nghĩ về vấn đề đó, bình tâm lại rồi, thì hai đứa lại nói chuyện với nhau. Và em với chồng em có một cái đặc tính mà em thấy rất là tốt, có nghĩa là bộc phát lúc đó thôi, nhưng mà sau đó ai là người sai sẽ nhận ra liền, và người đó sẽ chủ động đi xin lỗi người còn lại. Chính vì cái điều đó mà tụi em có thể vượt qua được những cái trận gọi là chiến tranh lạnh, mà có thể hiểu nhau nhiều hơn.